Song Ye-jin nghiền món tiểu long bao Đài Loan. Song Ye-jin mong chờ được ăn món tiểu long bao và quay video mukbang mâm tiệc thịnh soạn khi đến Đài Loan. Chiều ngày 18 tháng 4, Song Ye-jin đăng tải đoạn video mukbang đồ ăn dài hơn 1 phút lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn thứ gì đó ngon miệng sau giờ làm việc. Trông tôi thật hạnh phúc. Mọi người hãy thưởng thức bữa ăn sau khi tan làm." Những hình ảnh này được bà xã Hyun Bin ghi lại trong chuyến công tác tới Đài Loan tham dự sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm hôm 16 tháng 4. Tại sự kiện này, nữ minh tinh xứ Hàn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Đài Loan. Tôi thực sự rất phấn khích. Trên đường đến đây, tôi thấy khung cảnh đường phố rất giống với Seoul, có cảm giác gần gũi. Điều tôi mong chờ nhất là tối nay được ăn xiaolongbao." Song Ye-jin còn chụp ảnh mâm đồ ăn thịnh soạn được chiêu đãi ở Đài Loan với nhiều đặc sản Trung Hoa. Trong đó, một trong những món người đẹp thưởng thức đầu tiên là tiểu long bao, xiaolongbao. Món ăn này có nguồn gốc từ Thường Châu, tỉnh Giang Tô, sau này cũng gắn liền với các địa danh như Vô Tích, Thượng Hải, cùng thuộc vùng Giang Nam xưa. Đây là một loại bánh màng thầu hấp với phần nhân thịt lợn, đôi khi trộn thịt cua băm và trứng cá. Phần đặc trưng nhất là nước súp lỏng có bên trong lớp bánh. Chúng được làm từ nước thịt đông, thạch súp thịt, có chứa gelatin, gói kèm thịt như bình thường. Tới khi hấp, phần nước chảy ra, nằm gọn trong vỏ bánh, tạo nên hình dáng đặc biệt. Theo truyền thống, món được hấp trong tiểu long là một loại lồng hấp nên có tên gọi như vậy. Khi ăn, người ta phải đặt bánh vào chiếc thìa, cắn một miếng nhỏ để thưởng thức phần nước thịt ngọt đậm, thơm đặc trưng, sau đó mới ăn tới phần bánh. Tiểu long bao có phiên bản size lớn hơn là tang bao, thang bao, bánh bao có súp bên trong, được bán khá phổ biến ở Thượng Hải. Năm 2006, chính quyền Thượng Hải quyết định đưa tiểu long bao vào danh sách 84 bảo vật truyền thống cần được bảo vệ. Bên cạnh đó, Song Ye-jin còn rất tâm đắc với món thịt cua. Cô đăng story, khoanh tròn món ăn yêu thích với dòng chữ: "Cua rất ngon." Đây là món ăn được làm từ cua xé sợi nhỏ, kết hợp với nhiều nguyên liệu đặc trưng, bọc thành khối tròn và chiên tới khi vàng giòn. Thịt cua được đựng trong một dụng cụ mô phỏng một con cua với mai và càng giống thật. Ngoài các món dim sum và thịt cua, mâm tiệc đãi Song Ye-jin còn một số món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa như cá hấp sốt ớt khô cây xé mang hương vị tứ xuyên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.